오늘부터 나나나 bitch 나는 bitch 나는 Nếu mọi người hỏi điều ngu ngốc nhất mình từng làm là gì, đó chính là mình lỡ tay xóa hết video rồi. Mấy bạn không nghe nhầm đâu, mình đã xóa hết video. Mình đi ở khách sạn lúc mà mình từ tàu trở về đất liền. U là trời, ngu ngốc. Con nhà đầu đẹp là ngu ngốc. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, bởi vì mình xóa video thì mình vẫn còn hình mà. Ai hi. Và xin chào, lại là mình đây, Soda Cherry. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và hãy tận hưởng những phút giây thật vui vẻ khi xem video của mình nha. Thôi giờ mấy mình bỏ qua vấn đề bị xóa bớt video đi ha. Đơn giản là vì chủ kênh đang vui, vì chủ kênh đã giảm được 2kg rồi mấy bạn ơi. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye.